Chưa ngủ được hả? Dạ chưa. Ngủ đi con. Nhảy à, Tí Thinh nói con cái chuyện này nè. Chuyện gì Tí nói đi Tí. Tao mấy con đem nhỏ đi gửi đi. Trời đất ơi, nó mấy tháng tuổi rồi mà tự nhiên đi gửi. Thì con người ta cũng mấy tháng người ta gửi rồi sao? Thì người ta bận người ta mới gửi. Còn con ở không, tự nhiên cũng đem gửi là sao? Nhưng mà con phải đem gửi cho tự tự cho nó quen. Không, con của con thì con tự giữ. Bà Tí hỏi thiệt mày nè, bây giờ mày có muốn lấy chồng nữa không? Sao tự dưng nay Tí hỏi con vậy? Tại Tí thấy mày còn trẻ quá mà, không lẽ ở vậy hoài. Con không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu Tí ơi. Bây giờ con nên nghĩ là vừa rồi đó. Cái cô Hồng đó, cổ có mấy cái mối mà lấy chồng Hàn Quốc ngon lắm. Lấy chồng Hàn Quốc? Ừ. Ngon thì Tí kêu cổ lấy giùm cho con luôn đi. Nếu mà người ta lấy thì đâu có tới mày. Nói chung là con có xa con được đâu. Trời ơi, cứ lấy chồng nước ngoài đi, cho xuống tâm thân. Đó, thằng nhỏ đó, cứ để Tí lo cho. Nhưng mà con có xa con không được. Sao mà mày tao nói cái gì mày cũng cãi Tí hoài vậy nháy? Tí ngộ ghê, tự nhiên không bắt con đi lấy chồng. Hồi đó đó, hai Tí má không có chịu cho mày lấy chồng thì mày lấy chồng. Rồi bây giờ Tí má chấp nhận cho mày lấy chồng thì mày không chịu lấy. Sao kỳ vậy? Tí má mới ngộ. Tự dưng hồi đó con muốn lấy chồng, cái không cho con lấy chồng. Bây giờ con muốn lấy chồng, cái bắt con đi lấy chồng. Con nói rồi đó, con không có lấy đâu. Sao mà tôi khổ vậy trời.